Xin chào bạn, trên tay mình đang là một cái chiếc điện thoại đến từ Vivo. Đó chính là cái chiếc Vivo IQOO Neo 5. Và cái phiên bản này mình thấy nó có hai tên gọi. Một cái tên gọi là Vitality Edition và một cái tên gọi là Neo 5 Lite. Và bây giờ trong video clip này mình sẽ gọi nó là cái tên IQOO Neo 5 Lite nha các bạn, cho nó dễ kêu. Còn cái Vitality Edition thì nó dài dòng quá, nó rất là khó gọi. Và cái chiếc điện thoại này mình mua với mức giá khoảng 7 triệu 8. Một cái mức giá khá là ngon cho một chiếc điện thoại sử dụng chip Snapdragon 870 và cái tần số quét màn hình 144 Hz. Bên cạnh đó thì nó còn có một công nghệ sạc nhanh lên đến 44W, cho phép các bạn có thể sạc lên 70% pin chỉ trong vòng 33 phút. Rất là ấn tượng đúng không các bạn? Và video clip này mình sẽ cùng với các bạn mở hộp trên tay cái chiếc Vivo IQOO Neo 5 Lite để xem coi là nó có xứng đáng để các bạn bỏ tiền ra mua hay không nha. Nào, cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên là cái phần thiết kế của vỏ hộp. Cái hộp của IQOO được thiết kế cũng khá là lạ mắt các bạn. Với cái tông nền là màu xanh và những cái đường nhấn là màu vàng, những dòng chữ cũng là màu vàng luôn nè. Ở đây là IQOO Neo 5, cái chữ này là chữ gì đó thì mình không có dịch được. Đây là cái thiết kế xung quanh hộp các bạn. Và cái phiên bản mình cầm trên tay nó có dung lượng RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ mở ra xem nó có những cái phụ kiện gì bên trong nha các bạn. Đây mình có một cái hộp nhỏ nè. Trong cái hộp nhỏ này thì sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng nè, quay chụp SIM nè. Và một cái phụ kiện rất là cần thiết, một cái ốp nhựa dẻo trong suốt. Tiếp đó mình sẽ có một cái củ sạc. Và củ sạc này nó có công suất tối đa là 44W và nó là một củ sạc nhanh nha các bạn. Và mình thấy công nghệ của nó là Plus sạc nè, rất là ngon lành. Và sau cùng là mình sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB True Type C. Rồi, quay trở lại với cái chiếc Vivo Neo 5 Lite. Và đây là cái phần mặt lưng của sản phẩm nè các bạn. Và với cái đánh giá này thì theo mình phán đoán nó không phải là một cái mặt lưng bằng kính. Tuy nhiên cái thiết kế của nó cũng giống như là kính vậy các bạn. Có thể là cái dạng mà lưng nhựa giả kính nè. Và mình thấy cái chất liệu nhựa nó cũng khá là cứng cáp, chứ nó không có ọp ẹp như là một số cái dòng mặt lưng nhựa khác. Nhìn sơ bộ thì có thể nó giống như là kính luôn á, rất là ngon lành. Và ở bên dãy với camera thì mình sẽ có cái chữ là IQOO nè. Ở bên góc trái thì mình sẽ có một cái cụm camera được thiết kế rất là vuông vắn, rất là gọn gàng. Nói chung cái mặt lưng nhìn nó tổng thể thì nó rất là đẹp. Đó, nó phản chiếu ánh sáng khi các bạn di chuyển ở góc khác nhau. Và tất nhiên với cái kiểu mặt lưng này thì nó sẽ rất là dễ bấm mồ hôi dưới vân tay. Và đây chính là cái cụm camera sau của cái chiếc Neo 5 Lite. Cụm này gồm có 3 camera. Trong đó, camera chính có độ phân giải là 48 MP, camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 MP và một cái camera chụp macro có độ phân giải là 20 MP. Tiếp theo thì mình sẽ xem xét cái phần thiết kế khuôn viền các bạn. Khuôn viền của cái chiếc Neo 5 Lite được hoàn thiện bằng nhựa. Và ở phần cạnh phải mình sẽ có một cái nút nguồn kim luôn là cái cảm biến vân tay. Ở phía trên thì mình sẽ có nút tăng giảm âm lượng nè. Ở phần đỉnh á, thì mình sẽ có một cái mic. Ở cạnh trái á, thì mình sẽ có một cái khe sim. Và cạnh dưới thì mình sẽ có một cái loa ngoài, một cái lỗ tai si, một cái mic và một cái lỗ cắm tai nghe 3.5. Vivo IQOO Neo 5 Lite được trang bị một cái khe sim gồm có hai khe cắm nano sim và nó không hỗ trợ khe cắm tai nghe mở rộng. Và đây chính là màn hình hiển thị của cái chiếc Vivo Neo 5 Lite. Đây là cái màn hình dạng đục lỗ và ở góc phải mình sẽ có một cái camera selfie. Camera này có độ phân giải là 16 MP và nó là một cái camera góc rộng. Cái màn hình này nó có kích thước là 6.57 inch, độ phân giải là Full HD cộng và đặc biệt nó hỗ trợ các bạn có một tần số quét lên đến 144 Hz luôn, rất là ngon lành xịn sò với mức giá chỉ chưa tới 8 triệu. Bên cạnh đó thì các bạn có thể điều chỉnh màu màn hình theo ý thích. Ở đây nó cung cấp sẵn cho các bạn là các màu tiêu chuẩn là theo mặc định nè, hoặc là chế độ chuyên nghiệp nè, hoặc là sáng nè. Đó, các bạn có thể chỉnh lạnh hơn hoặc là ấm hơn vân vân. Rất là tiện lợi. Và một cái điểm tiện lợi nữa đó chính là Vivo cho dù phiên bản nội địa hay là phiên bản quốc tế nó đều hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Do đó các bạn mua về chỉ việc lắp sim và xài, không cần phải quan tâm đến vấn đề uproom
nếu mà có nhu cầu sử dụng tiếng Việt. Nói chung thì có màn hình chất lượng hiển thị cũng khá là tốt, chỉ có một cái điểm mà hơi đáng tiếc là nó sử dụng cái tấm nền IPS thay vì nó sử dụng tấm nền AMOLED. Tuy nhiên thì tấm nền IPS nó sẽ cho các bạn có một cái nhìn nó chân thực hơn, màu sắc của nó không có rực rỡ, không có đỉnh mắt. Bù lại cho tấm nền IPS thì Vivo iQOO Neo 5 Lite được trang bị một hệ thống loa kép. Mình sẽ mở cho các bạn nghe thử một bài nhạc nha. Về cái chất lượng loa thì mình đánh giá nó nghe cũng khá là ổn các bạn, âm thanh nó cũng có chiều sâu tương đối đó. Thì tất nhiên nó không thể nào so với những cái dòng điện thoại cao cấp được trang bị những cái hệ thống loa cao cấp của Hamakadong hay là của JBL vân vân. Tuy nhiên với cái loa của cái chiếc Vivo iQOO Neo 5 Lite thì mình thấy nghe nó cũng khá là ổn. Về pin đó thì iQOO Neo 5 Lite được trang bị một pin có dung lượng là 4.500 mAh, kèm theo đó là một cái cổ sạc nhanh công suất là 44W. Nó sẽ cho phép các bạn có thể sạc lên đến 70% chỉ trong vòng 33 phút. Về cấu hình phần cứng thì Vivo iQOO Neo 5 Lite được trang bị một con chip đến từ Qualcomm, đó chính là con Snapdragon 870. Và cái thiết bị này nó có hỗ trợ mạng 5G luôn nha các bạn. Cái thiết bị của mình nó có dung lượng RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB, được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 11 và cái giao diện tùy chỉnh Origin OS 1.0. Và tiếp theo, một cái thành phần không thể thiếu khi mà sử dụng một cái chiếc smartphone đó chính là cái phần camera. Mình sẽ mở giao diện chụp ảnh của cái chiếc Vivo iQOO Neo 5 Lite cho các bạn xem nè. Ở đây mình có chế độ chụp ảnh thông thường nè, đó đây là cái góc 1x nè bạn. Và cái chất lượng hình ảnh trên cái chiếc điện thoại này mình đánh giá nó khá là tốt các bạn, trong điều kiện chụp bình thường rất là ngon lành luôn. Đây là góc 2x nè, các bạn thấy không, có những cái vết bụi nó bám lên chiếc xe mô hình nè, nó tái hiện rất là rõ ràng luôn, rất là ngon lành. Chất lượng ảnh chụp selfie cũng khá là tốt luôn, tha hồ cho các bạn sống ảo, rất là ngon lành. Ngoài ra thì mình còn có một số chế độ chụp khác, như chụp đêm nè, chụp chân dung nè, rồi chụp ảnh bình thường nè, rồi quay video. Và nó hỗ trợ các bạn quay video ở độ phân giải là 4K, tỷ lệ của mình là 30 fps nha. Video vui nhộn và các tùy chọn khác. Nói chung là cái chất lượng ảnh chụp của cái chiếc Vivo iQOO Neo 5 Lite mình đánh giá nó khá là tốt. Và sau cùng, để đánh giá hiệu năng của toàn bộ hệ thống, mình đã dùng cái phần mềm AnTuTu Max phiên bản 9.0.8 và cái số điểm rất là bất ngờ các bạn. 718.637, một số điểm cũng rất là cao đó. Mặc dù nó chỉ sử dụng con chip 870 của Qualcomm thôi. Và đây là cái điểm số chi tiết nè. Đó. Điểm số rất là cao luôn. Và đây để xem nó nhận dạng thiết bị nha các bạn. Nó nhận dạng thiết bị là Vivo V2118A. Đây là Snapdragon 870 có 5G luôn nè. Đó, rất là xịn sò, rất là ngon lành, một cái giá cũng rất là hấp dẫn luôn. Rồi, vừa rồi mình đã vừa cùng với các bạn mở hộp và trên tay cái chiếc Vivo iQOO Neo 5 Lite, một cái sản phẩm có mức giá chưa tới 8 triệu. Và ưu điểm của sản phẩm này là màn hình có cái tần số quét 144 Hz nè, sử dụng chip Snapdragon 870 nè, một con chip cũng khá là mới, cũng khá là mạnh của Qualcomm nè, và công nghệ sạc nhanh 44W cùng với pin là 4.500 mAh, cho phép các bạn có thể sạc 70% chỉ trong vòng 33 phút. Rồi thiết kế cũng đẹp nè, thiết kế với mặt lưng nhựa giả kính nè, rất là bóng bẩy nè, rất là sang trọng nè. Rồi camera chất lượng chụp cũng khá là tốt nè, và loa kép chất lượng âm thanh cũng khá là hay nè. Chỉ mỗi cái điểm mà mình không hài lòng đó chính là nó sử dụng cái tấm nền màn hình IPS LCD thôi. Giá mà họ sử dụng luôn cái tấm nền AMOLED nữa thì rất là ngon lành luôn các bạn. Cái chiếc điện thoại này nó là vô địch trong tầm giá luôn. Và một cái điểm sau cùng mà mình không thích ở cái chiếc điện thoại này đó chính là cái tên của nó các bạn.
quá dài, Vivo IQOO Neo 5 Lite. Nói chung là mình gọi nãy giờ mình cứ lộn tới lộn lui hoài, nó rất là khó nhớ. Rồi như vậy thôi các bạn, thì cái chiếc điện thoại này có đáng mua hay không? Hãy comment bên dưới cho mình và các bạn khác cùng biết nha. Video clip của mình ở đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.